Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay, cái câu chuyện mà Nga chiếm được Avdiivka, Ukraine bị thất thủ và đang tháo chạy, nó vẫn đang là chủ đề nóng nhất đối với lại thế giới phương Tây. Phương Tây đang nỗ lực và cố gắng để viết toàn bộ cái nguồn viện trợ của mình, đó là đạn pháo, để chuyển cho Ukraine. Ukraine cũng tuyên bố là chuẩn bị cho một cuộc phản công mới. Và đương nhiên là phía Nga cũng không lơ là trong việc đó. Và phía Nga cũng tin tưởng rằng Ukraine sẽ nhận được nguồn viện trợ mới đến từ phương Tây và sau đấy sẽ tổ chức một cuộc phản công mới. Đó là từ phía Nga. Điều đó cho thấy rằng là phía Nga không có yếu tố là lơ là và càng không yếu tố là tự mãn. Nhưng mà về thế cục trong bối cảnh hiện tại thì phương Tây tập thể cũng nằm trong cái tình thế là lực bất tòng tâm rồi. Nhìn Ukraine mất đi cái thành phố, nó không lớn. Nó không lớn nhưng mà nó lại là cái khu vực chiến lược để giúp cho Nga có thể Tây tiến, chứ không chỉ câu chuyện là Nam tiến với lại Đông Bắc tiến mà là Tây tiến. Đó là mối lo lớn nhất của phương Tây ngày hôm nay. Nhưng mà cái mối lo này chỉ được giải quyết khi Ukraine sẽ bị hết cái cơn đói đạn pháo, đầy đủ khí tài như nhiều video Vũ Quang đã bình luận. Ngày hôm nay Ukraine sẽ cần cả trăm nghìn quân số mới, cùng với hàng trăm hệ thống pháo phóng loạt và một loạt các loại hệ thống phòng không, trong đó có cả hệ thống phòng không di động nữa, và một loạt xe tăng thiết giáp, thì mới có yếu tố để giữ vững được cái tuyến phòng thủ của mình, mới có thể giữ vững được. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay thì người ta chưa thấy Ukraine đưa cái xe tăng Abraham ra chiến trường. Có lẽ bản thân Mỹ vẫn chưa cho phép Ukraine đưa cái xe tăng chủ lực của Mỹ ra chiến trường. Cách đây khoảng một tuần, 10 ngày gì đấy, thì phía Ukraine có nói rằng là đã đưa một số Abraham ra mặt trận ở Kharkov. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì chưa xuất hiện trên chiến tuyến. Vì Hoa Kỳ rất lo sợ xe tăng đấy ở ngoài chiến trường ấy, sẽ rơi vào tay Nga hoặc bị Nga đó là bắn cháy. Thế sau khi mà mặt trận Avdiivka sụp đổ ấy, thì chúng ta cũng biết là một loạt các loại khí tài của phương Tây viện trợ cho Ukraine đã rơi vào tay Nga ở trong thị trấn Avdiivka cũng như là trên đường tháo chạy của quân đội Ukraine rồi. Toàn bộ thành phố Avdiivka ngày hôm nay đang dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Đây được coi là một đòn chí mạng vào hình ảnh của phương Tây, một đòn chí mạng vào lực lượng vũ trang Ukraine, khiến cho tinh thần chiến đấu của binh sĩ đã mất nay càng mất lớn hơn. Nhưng mà trong cái lúc mà Ukraine đang bị mất Avdiivka thì phía Ukraine đang cố gắng tung tin là đang giao tranh dữ dội ác liệt cùng với Nga ở mặt trận Kupiansk, ở mặt trận miền Nam đấy. Và báo cáo của Ukraine cho thấy rằng là bắn cháy một loạt các xe tăng chủ lực khi mà Liên bang Nga đang cố gắng để tiến vào miền Nam, và bắn 3 chiến đấu cơ của Nga nữa. Thông tin này thì mới được xác nhận từ Ukraine, chưa có nguồn tin độc lập xác nhận về cái nguồn tin này. Phía Nga thì đương nhiên là chưa có nói gì cả. Còn cụ thể có đúng như vậy hay không thì theo cái chiều hướng như Vũ Quang đang bình luận và theo dõi thì với cái tiềm lực của Ukraine hiện tại sẽ không làm điều đó. Và đặc biệt Nga có tiến công cũng không thể nào để ra cái sơ hở mà lực lượng vũ trang Ukraine có thể phục kích khiến cho Nga bị tổn thất lớn như vậy được. Chúng ta biết rằng là ở trong tất cả mặt trận bây giờ, khi mà Nga đẩy cái lực lượng bộ binh lên thì nó có pháo binh yểm trợ. Ngoài pháo binh ra nó còn có hỏa lực trên không yểm trợ nữa. Chỉ cần đơn thuần như vậy thôi thì thử hỏi rằng Ukraine có cơ hội để phục kích hay không. Thế nhưng lại xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội thì một cái đoàn xe tăng của Ukraine treo cờ trắng, nó rơi vào đâu đó khoảng hơn 10 chiếc tăng thiết giáp treo cờ trắng và đang chạy theo sự chỉ đạo từ phía lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Tức là đoàn xe tăng này là đầu hàng trước lực lượng vũ trang Liên bang Nga đấy. Thì thấy cái yếu tố đấy. Còn mọi nguồn tin độc lập về thông tin đó chưa rõ. Vậy thì giữa hai bên đang đưa một loạt các thông tin
thì dù bản thân Nga hay Ukraine cùng đưa thông tin, nhưng người ta sẽ kiểm định bằng cái trận đánh ở tại Avdiivka. Rõ ràng ở Avdiivka là Ukraine tháo chạy và Nga thì truy kích. Và trong quá trình truy kích theo hướng Avdiivka thì phía Nga cũng tổ chức để tấn công ở khu vực Kupiansk, đông bắc Kharkov đấy. Rồi thì tấn công ở miền nam, có tấn công cả hai mặt trận đấy. Thì đang giao tranh ác liệt ở mặt trận Zavotino đấy. Thế thì đó là những gì mà chúng ta đang thấy ở trên mặt trận Avdiivka, trên mặt trận Ukraine. Nhưng mà trong cái thế mà Ukraine đang cố gắng để lên dây cót tinh thần các binh sĩ rằng Ukraine vẫn còn năng lực để chiến đấu, để chống lại lực lượng vũ trang Liên bang Nga, thì phía phương Tây, Hoa Kỳ đã Hoa Kỳ thì đang nhìn nhận thấy là một kịch bản tháng 4, một kịch bản tháng 4 tùy nghi di tản diễn ra ở tại năm 1975 ở tại Việt Nam ấy, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với Hoa Kỳ đấy, nó có thể diễn ra ở tại Ukraine, cũng sẽ diễn ra tình cảnh là tùy nghi di tản. Vì trong bối cảnh bây giờ phương Tây đang không đủ tiềm lực đạn dược khí tài để hỗ trợ cho Ukraine, trong khi đó Nga đang ở thế như trẻ tre để tiến về phía trước, thì đấy là mối lo của nước Mỹ. Còn chưa rõ là Nga sẽ tổ chức phản công như thế nào trong cái thời gian tới, tức là trong tháng 3 và tháng 4 tới, là hoàn toàn chưa biết. Thì chưa đầy một tháng nữa thì chúng ta biết là tổ chức bầu cử ở tại Nga rồi, đúng không? Thế chiến thắng ở tại Avdiivka nó càng làm cho nhân dân Nga đoàn kết hơn và ủng hộ cho Tổng thống Putin. Và tín nhiệm của Tổng thống Putin vẫn đang tăng lên, vẫn đang tăng lên. Trong khi đó thì Mỹ còn đang phải giải quyết cái mặt trận ở Trung Đông cũng rất là khốc liệt. Khi mà ngày 19 tháng 2 đấy, thì đã có một cái tàu chở hàng của Anh bị trúng cái tên lửa chống hạm của lực lượng Houthi và sau đó bị chìm. Toàn bộ thủy thủ đã được sơ tán kịp thời trước khi đó con thuyền ấy bị chìm xuống đó là Biển Đỏ. Và lực lượng Houthi vẫn tiếp tục tấn công vào tất cả các tàu thuyền của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Đức. Và cũng tuyên bố rằng không còn tàu thuyền nào ra vào được cảng của Israel nữa. Thì Israel ấy lại càng thể hiện cái tinh thần hiếu chiến hơn, kiên quyết tấn công vào một thành phố đó là Rafah, thành phố phía nam của Gaza đấy. Và thành phố này ấy, nó có tới nó là hơn 1 triệu người đang chen chúc và trú ẩn ở nơi đó. Vậy thì bản thân lực lượng Israel rõ ràng là cố tình để giết hại dân thường, cố tình giết hại dân thường và xua đuổi dân thường ở tại dải Gaza phải ra khỏi dải Gaza. Trong khi đó EU, Hoa Kỳ cùng thế giới đều kêu gọi là Israel không được tấn công vào cái thành phố Rafah đấy. Nhưng quan điểm của Thủ tướng Israel nói rằng lực lượng Hamas đang ẩn náu ở đây, cho nên Israel kiên quyết phải đổ bộ và tấn công phủ đầu vào thành phố Rafah. Thế nên một thành phố đang rất đông đúc, gần như là người Palestine ở trên dải Gaza đang tập trung đây lên tới đâu đó 1,5 triệu dân cơ, nó rất là đông. Mà tập trung vào đó thì cái cú đánh này nó sẽ khiến tới hàng chục nghìn dân thường bị đăng xuất trong một khoảng thời gian rất ngắn, khi mà Israel quyết định giải bom xuống cái thành phố Rafah đấy, nó tạo ra một thảm họa nhân đạo thực sự. Vậy thì ý đồ Israel rõ ràng quá rõ, nhưng mà Hoa Kỳ cùng EU kêu gọi là Israel không được tấn công, chẳng qua cũng chỉ là lời kêu gọi để không liên quan tới cái thảm họa nhân đạo ở trên dải Gaza thôi. Bởi vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục viện trợ bom cùng với khí tài cho Israel cơ mà, thì làm sao có thể kêu gọi dừng tấn công ở tại dải Gaza được, làm sao có thể chấm dứt xung đột được, đúng không anh chị? Bởi vì Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng tự mình đẩy vào chân tường khi đi những nước cờ ở tại Trung Đông muốn sử dụng chiến tranh để nuôi chiến tranh thất bại, và sai lầm ở tại Ukraine khi đánh giá sai tiềm lực của Liên bang Nga về kinh tế, ngoại giao cũng như uy tín, và đặc biệt là về tiềm lực quốc phòng. Ngày hôm nay phương Tây tập thể đang cố tình tô vẽ ra một bức tranh màu hồng ở tại Ukraine rằng sớm muộn gì Nga cũng sẽ thất bại, nhưng thực tế đây là lời tuyên truyền dối trá, lừa gạt dư luận của phương Tây. Chứ trên chiến trường thì Ukraine đã thất bại, đến ngày hôm nay có lẽ Nga đã kiểm soát tới 30% lãnh thổ rồi,
30% lãnh thổ rồi. Một con số khổng lồ, không hề nhỏ một chút nào cả. Đúng không? Và những khu vực mà Nga đã sáp nhập mới, Lugan, Donetsk, Zaporizhia, Kherson ấy, thì nó đều là những khu vực có chứa lượng, có chứa lượng ấy, tài nguyên thiên nhiên rất lớn, bao gồm sắt, lithium và một số loại khoáng sản khác, trong đó có cả khí đốt. Đúng không? Thì đương nhiên Hoa Kỳ càng cay cú, càng cay cú hơn. Rõ ràng là cuộc chiến cho đến bây giờ ấy, thì Nga đang ấm trong mình tới 13.000 tỷ đô cơ. Ngoài 13.000 tỷ đô ra thì Nga đang mở rộng cái cửa ngõ của mình đi ra hướng đó là Tây Nam, mà khiến cho phương Tây tập thể hoàn toàn bị tê liệt, không cơ hội để có thể dúng vào đất nước của Liên bang Nga nữa. Nhưng mà với cái đà như hiện tại mà phương Tây không kịp thời để thúc đẩy đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột tại Ukraine, thì nguy cơ Ukraine còn mất thêm nhiều thành phố nữa. Đó là những khu vực thành phố với Nga, nó là lãnh thổ cổ gắn liền với lịch sử của dân tộc Nga từ thời sao hoàng cơ, từ thời sao hoàng cơ. Cho nên phía Điện Kremlin đã có lời kêu gọi Ukraine là hãy đưa lực lượng quân đội của mình về miền Tây mà đóng thì mới có cơ hội để an toàn. Vậy thì ý đề ngỏ ở đây rất có thể là cái vùng đất được chia sau cái thế chiến thứ hai, nó sẽ là đất nước Ukraine cuối cùng. Nó sẽ đất nước Ukraine cuối cùng. Nhưng mới được chấp nhận là một quốc gia trung lập, chứ không có câu chuyện là trở thành bàn đạp cho NATO được. Nó vẫn là trung lập. Lúc đó phương Tây ấy, với những khoản nợ của Ukraine sẽ không bao giờ đòi được. Không bao giờ đòi được. Trước, trong và sau cái chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Mà phía Nga, Điện Kremlin đang đưa ra thông điệp rồi là Tây Tiến. Đang đưa thông điệp là Kharkov-Odessa và Kiev là thành phố của Nga rồi. Đang đưa thông điệp đấy rồi. Mà thông điệp đi đưa ra thì không thể loại trừ cái việc là Nga lên kế hoạch để giải phóng nó. Đúng không? Thế trong tình thế mà lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong tình thế người ta gọi là ngàn cân treo sợi tóc đấy, thì NATO thừa nhận đánh giá sai về chiến sự Nga và Ukraine. Sự thừa nhận này nó đã dẫn ra sự thảm bại chiến lược của một thế giới phương Tây rồi. Quan chức cấp cao của NATO thừa nhận liên minh này đã đánh giá sai, dẫn đến sự dự đoán không chính xác về cục diện quân sự giữa Nga và Ukraine trong năm 2023 và thời điểm hiện tại bây giờ. Một chỉ huy cấp cao của NATO nói với Financial Times rằng phương Tây đã đánh giá quá cao cơ hội đạt được đà tiến trên chiến trường của Ukraine trước Nga vào năm 2023. Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc phản công thất bại từ giữa năm 2023 và việc Ukraine mất thành phố chiến lược Arka trong tuần trước. Trong một bài trả lời phỏng vấn ấy, được đăng tải, thì vị đô đốc chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO thừa nhận rằng là các cường quốc phương Tây đã quá lạc quan về tình hình cuộc chiến năm 2023 và dẫn tới cái sai lầm thất bại trong thời điểm hiện tại bây giờ. Đồng thời ông cũng cảnh báo NATO và Ukraine không nên quá bi quan vào năm 2024, nói rằng bất chấp bước lùi gần đây, Ukraine vẫn là một quốc gia có chủ quyền, có chủ quyền, và vẫn còn cơ hội nếu như phương Tây kịp thời chi viện cho Ukraine để cân bằng lực lượng trên chiến trường. Đấy là một giả thuyết, nhưng mà giả thuyết này có lẽ cần phải đưa quân viễn chinh của NATO vào trong Ukraine thì mới tạo ra cái giả thuyết đó. Chứ nếu không đưa cái lực lượng quân viễn chinh vào thì làm sao có thể tạo ra cái giả thuyết đó được, không thể tạo ra được. Vì Ukraine ngày hôm nay có đâu phải chỉ đơn thuần là thiếu người đâu, đúng không? Thiếu khí tài đâu, mà thiếu cả nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực dễ gì để trong thời gian ngắn mà đào tạo được hàng trăm ngàn binh sĩ được. Ukraine bây giờ đã phải đưa những binh sĩ chưa được huấn luyện ra chiến trường rồi. Thế đưa ra thì chẳng khác nào chấp nhận thất bại. Nhưng vì không còn gì nữa thì đẩy ra. Thậm chí Ukraine có ý tưởng là đưa 50.000 người đang thụ án ở tại Ukraine ra chiến trường để chiến đấu cơ mà. Đưa 50.000 người Ukraine đang thụ án ra chiến trường chiến đấu. 50.000 người đấy không có huấn luyện mà lại chiến đấu bằng sẻng. Thì chúng ta thấy rằng là chính quyền Ukraine hiện tại đang biến nhân dân của mình, đất nước của mình trở thành vật thế tế thần của phương Tây tập thể, và lãnh thổ Ukraine trở thành nơi để thử nghiệm vũ khí của phương Tây rồi, chứ nó không phải là yếu tố mang lại độc lập, tự do, hòa bình, thịnh vượng nữa, không còn nữa. Và sau 10 năm với hy vọng của những người tham gia cái sự kiện Euromaidan ấy, diễn ra ở tại Kiev đấy,
cho đến ngày hôm nay thì không đạt được, mà nó đã biến đất nước Ukraine trở thành một con nợ, trở thành một quốc gia phá sản. Và chiến tranh suốt từ đó cho đến ngày hôm nay, phân biệt chủng tộc, chia rẽ chậm chậm trong đất nước, đã xây dựng lên một đế chế phát xít đi theo chủ nghĩa Bandera rồi. Đấy là một sự kê đắng của những người ủng hộ cho cái Euromaidan ấy. Cứ tưởng chừng mình sẽ có một cuộc sống thịnh vượng, ấm lo, đúng không? Đi vào phương Tây. Nhưng hóa ra không phải thế. Tất cả cũng chỉ là quân lừa, chúng cũng chỉ là quân bài lừa gạt đến từ phương Tây, một bức vẽ màu hồng cho nền dân chủ Ukraine thôi. Sự lạc quan về xung đột Ukraine là sớm hoặc là ảo tưởng, như tờ New York Times nói. Suy đoán của phương Tây rằng Kiev đang trên đà chiến thắng được cho là đã nhường chỗ cho sự tuyệt vọng. Tâm trạng của những nước phương Tây ủng hộ Ukraine được cho là đã chuyển từ lạc quan và hy vọng sang lo lắng và không có động lực trong năm qua, khi mà lực lượng Nga giành được thắng lợi trên chiến trường và nghi ngờ gia tăng về việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Kiev. Mọi thứ ngày hôm nay nó không còn lạc quan nữa, mà nó chuyển sang bi quan rồi. Nó chuyển sang bi quan. Cái bi quan lớn nhất là ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, không ngờ nó lại vượt trội hơn nhiều so với ngành công nghiệp của phương Tây. Phương Tây tập thể đã ỷ lại cái ô dù hạt nhân của Mỹ, đã ỷ lại ngành công nghiệp của Mỹ. Họ đã không đầu tư cho khoa học kỹ thuật quân sự trong suốt thời kỳ đơn cực. Và đến bây giờ ngồi trên con thuyền nước Mỹ, bị Mỹ đè nặng về gánh nặng liên quan tới an ninh xuyên Đại Tây Dương và trực tiếp cho gói viện trợ dành cho Ukraine nữa. Mà châu Âu cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài việc là buộc phải gật đầu. Đó là mối đau thực sự đối với châu Âu ngày hôm nay. Trong khi đó ở Kiev thì bắt đầu nảy sinh vấn đề tế nhị về sự đảm bảo của ông Alexander sau khi ký hiệp định an ninh. Những thỏa thuận được Tổng thống Ukraine Zelensky ký với Đức và Pháp để đảm bảo an ninh trên thực tế có giá trị thấp và chỉ hứa hẹn hỗ trợ hạn chế trong trường hợp xảy ra xung đột mới. Giám đốc Viện Phân tích và Quản lý Chính sách Ukraine cho biết việc này. Đây là một sự thật, nó chỉ là một đòn tâm lý thể hiện phương Tây đang đoàn kết thôi. Kể cả toàn bộ châu Âu đều ký hiệp định an ninh với Ukraine, nó cũng không giải quyết được gì cho Ukraine trong lúc này, vì sẽ chẳng quốc gia nào dám đưa quân vào để chiến đấu quân Nga trong bối cảnh bây giờ. Chúng tôi được thông báo rằng đó là những thỏa thuận đảm bảo an ninh, nhưng không có một lời nào về đảm bảo an ninh. Hơn nữa là các thỏa thuận Ukraine Đức và Ukraine Pháp thậm chí có vẻ còn yếu hơn thỏa thuận Ukraine và Anh. Theo chuyên gia thì những thỏa thuận giữa Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu ấy, thậm chí không thể coi là điều ước quốc tế chính thức, vì chúng không được nghị viện của các nước ký kết phê chuẩn. Trên thực tế, Zelensky, Alexander và Macron chỉ giới hạn ở những thỏa thuận chính trị cá nhân. Những văn bản chỉ có giá trị khi bản thân các chính trị gia đặt bút ký còn nắm quyền. Còn đến khi không còn nắm quyền nữa thì thỏa thuận đó vô nghĩa. Cho nên đây nó chỉ là lá chắn, người ta gọi là vỏ bọc tạm thời để lên dây cót tinh thần cho những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine thôi. Nhà phân tích Kiev tin rằng những thỏa thuận hạn chế như vậy là mức tối đa mà các nước phương Tây cho đến nay sẵn sàng ký kết vì lợi ích an ninh của Ukraine. Thay vì NATO, họ cung cấp cho chúng tôi những thỏa thuận này với lời hứa hẹn giúp đỡ, với lời hứa hẹn giúp đỡ và không chắc chắn cho con đường viện trợ an ninh. Vào ngày 16 tháng 2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm Berlin và Paris, nơi ông đã ký các thỏa thuận song phương với Đức, Pháp về đảm bảo an ninh, nhưng không có giá trị nếu như những nhà lãnh đạo Pháp và Đức không còn tại vị nữa. Thế thì việc ký hay không ký nó giống như nhau, nó chả giá trị cả. Trong khi đó, một cơn bột phát chống Nga của bà chủ tịch Ủy ban EC làm dấy lên cơn thịnh nộ ở tại Pháp ngày hôm nay. Không chỉ ở tại Pháp mà cả thế giới châu Âu, họ đang chống lại bà ta rồi. Tuyên bố chống Nga của người đứng đầu EC tại hội nghị an ninh Munich nhằm biến mình cho việc châu Âu tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Đây là nhận định của người đứng đầu đảng những người yêu nước Pháp, chia sẻ điều này trên mạng xã hội Twitter. Trước đó thì người đứng đầu EC tuyên bố rằng đối với EU không còn lại vùng xám nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà gọi cuộc xung đột ở Đông Âu
là một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên chế. Kinh khủng. Các vị sẽ phải quyết định hoặc về phe Putin hoặc về phe dân chủ. Chính trị gia Pháp gọi tuyên bố của người đứng đầu EC là một trò bột phét. Ông nhắc lại rằng là các chính trị gia Mỹ đã sử dụng chính xác những cụm từ mang tính biếm họa, tương tự về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, để biện minh cho các cuộc chiến của chính họ ở Trung Đông về những việc đàn áp quyền tự do dân chủ chân chính. Chủ tịch UBC tưởng mình là tổng tư lệnh của Liên minh châu Âu và đang cố gắng để biến công việc của mình trở thành vấn đề của cả thế giới. Điều này đang tạo ra một cơn phẫn nộ của chúng nhân dân. Nhưng đối với bà chủ tịch Ủy ban EC, ngày hôm nay muốn tiếp tục tại vị trong cái cuộc chạy đua mới để làm chủ tịch Ủy ban EC, thì nó sẽ phụ thuộc quyết định ủng hộ của Mỹ. Thì đương nhiên bà ta phải theo tư tưởng, đó là tư tưởng cực đoan đó. Chưa kể đâu đó bản thân bà ta cũng đang được sinh ra trong một cái gia đình được coi là trong Thế chiến thứ hai, là đời ông bà của bà ta cũng là phát xít. Bởi vì châu Âu, giới lãnh đạo châu Âu ngày hôm nay đang được những người liên quan phát xít lên lãnh đạo. Cho nên châu Âu đang bị chi phối bởi nước Mỹ. Mọi sự hòa bình, thịnh vượng hay không đều đến từ Mỹ. Nhưng mà châu Âu cũng âm thầm đi một cái cửa sau với Liên bang Nga, là đang nhập khẩu khí đốt của Nga và số lượng đang tăng lên. Ngoài ra còn nhập khẩu cả phân bón của Nga nữa. Vì châu Âu không khí đốt của Nga, phân bón của Nga, thì châu Âu không thể nào duy trì được lục địa của mình. Đó là hai thứ quan trọng nhất đến từ Liên bang Nga. Vậy là qua 2 năm dẫn đến xung đột, phương Tây tập thể đang rơi vào cái trạng thái lao đao, khó khăn cho các kế hoạch hỗ trợ cho Ukraine, đang thúc đẩy toàn bộ đồng minh phải viết sạch toàn bộ kho vũ trang của mình, phải viện trợ khẩn cấp cho Ukraine trước khi chờ đợi nhà máy xí nghiệp quốc phòng của Mỹ và Âu sản xuất để bổ sung lại kho dự trữ của mình. Nhưng mà thực tế sử dụng trên chiến trường thì toàn bộ kho vũ khí của châu Âu ngày hôm nay cũng không thể đảm bảo rằng Ukraine có thể cân bằng với Liên bang Nga được, vì phương Tây chưa sẵn sàng để đưa quân đội của mình đi vào Ukraine, mới chỉ dám đưa một lượng nhỏ dưới dạng binh đoàn đến ninh thuê để chống lại lực lượng vũ trang Liên bang Nga thôi. Đúng không? Cho đến ngày hôm nay chúng ta lại càng thấy trước thềm bầu cử của Tổng thống Nga, nó càng dẫn dắt thế giới bước vào đa cực một cách rộng lớn hơn và chấm dứt cái quyền bá chủ của nước Mỹ trên vũ đài quốc tế. Điều này là hiển nhiên không còn có thể đảo ngược được nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và đôi lời bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.